Ok, chào bạn. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái giải đấu trên trang LeChess. Nó để tiện cho các thành viên có thể tham gia. Đầu tiên thì muốn tạo một cái giải đấu thì các bạn sẽ vào phần Play ở góc bên trái và chọn phần Tournament là giải đấu. Ở đây thì trang web đang để tiếng Anh, bởi vì các bạn vào ban đầu thì đều sẽ gặp trang tiếng Anh. Nếu bạn muốn đổi sang tiếng Việt thì các bạn sẽ chọn ở phần đây và bấm vào phần tiếng Việt. Tuy nhiên thì trước đó thì mình sẽ để ở phần tiếng Anh để các bạn cho nó chuẩn. Ở đây thì phần tournament, đây là các cái giải đấu. Các cái giải mà chúng ta thấy màu xanh ở đây, đó là các giải của trang LeChess nó tổ chức. Còn ở các cái giải màu nâu nâu này thì đó là giải mà chúng ta tạo. Còn ở cái phần dưới này là những cái giải đấu mà đã kết thúc rồi. Thì ở đây muốn tạo một giải đấu thì chúng ta sẽ bấm vào phần Create a new tournament. Các bạn có thể đổi sang tiếng Việt thì nó sẽ là tạo một giải đấu mới. Các bạn bấm vào phần này. Ở đây thì nó có một cái phần lựa chọn cho các bạn. Đầu tiên đó là phần cột private, tức là cá nhân. Nếu các bạn muốn chơi một cái giải đấu mà chỉ có những cái thành viên trong nhóm được phép tham gia thì các bạn sẽ chọn phần này. Sau đó sẽ nhập mật khẩu. Thì ở đây mình sẽ chọn mật khẩu là 123. Đây là ví dụ vậy. Thì tiếp theo ở cái cột thứ hai đó là cái dạng cờ, thì ở đây chúng ta sẽ để cái dạng là dạng tiêu chuẩn. Còn các cái phần dưới này thì cái luật cờ nó sẽ chơi kiểu khác. Tiếp theo là cái vị trí bắt đầu. Thì ở đây thì chúng ta sẽ để cái phần phần giữ nguyên như của họ. Còn nếu không thì chúng ta có thể chọn những cái phần ở bên dưới này, tức là sẽ bắt đầu bằng nước E4. Thì tất cả các thành viên sẽ phải chơi quân trắng sẽ bắt đầu với nước E4. Thì ở đây chúng ta chọn phần Initial Position, tức là cái phần này là ban đầu họ để chọn cho mình. Ở phần này là phần Red và Casual, tức là ở đây chúng ta sẽ có tính Elo hay không. Nếu chơi các ván đấu mà có cộng trừ Elo thì chúng ta chọn phần Red. Còn không thì chúng ta sẽ chọn phần casual ở trên. Tiếp theo là thời gian. Thời gian thì chúng ta sẽ chọn cái thời gian ván đấu. Ở đây thì giả sử là 5 phút và không cộng giây nào, tức là không cộng giây sau mỗi nước đi thì chúng ta sẽ chọn là 0 giây. Còn nếu chúng ta muốn cộng giây thì chúng ta sẽ chọn cộng bao nhiêu giây đó cho mỗi nước đi. Duration đây là cái thời gian mà giải đấu diễn ra. Thì ở đây là 45 phút. Nếu bạn muốn cái giải đấu nó ngắn thôi thì bạn có thể chọn những cái mốc thời gian khác 20, 25. Còn dài hơn thì chúng ta chọn dài hơn nữa. Và cuối cùng đó là về phần cái thời gian bắt đầu giải đấu. Thì ở đây là 5 phút. Tức là 5 phút sau thì giải đấu sẽ bắt đầu. Đây là chúng ta thấy là có rất nhiều cái thời gian. Chúng ta mà muốn bắt đầu nhanh thì chúng ta chỉ chọn 1 phút. Thì 1 phút sau giải đấu sẽ bắt đầu. Còn đây mình sẽ ví dụ mình sẽ chọn 5 phút. Trước tiên thì mình sẽ không chọn, không để phần private, tức là riêng tư. Và ở đây thì để kết thúc các bạn sẽ bấm vào phần Create a new tournament. Thì đây, đây chính là tên cái giải đấu mà các bạn vừa lập xong. Và ở cái phần góc này, đó là cái thời gian mà giải đấu sẽ bắt đầu. Ở đây là giải Ivanchuk. Bây giờ mình sẽ thử xem lại. Ở đây, đây các bạn thấy là cái giải đấu của chúng ta là giải Ivanchuk ở đây. Và giải này là giải mà bất kỳ ai cũng có thể tham dự. Thì muốn tham gia thì chúng ta đơn giản chúng ta chỉ cần bấm vào giải này. Thì nó sẽ hiện lên. Ở đây thì mình là người lập cho nên nó sẽ không không có giống như là người chơi. Người chơi thì ở cái phần này nó sẽ có phần tham gia, các bạn bấm vào tham gia là được. Thì vừa rồi chính là cái tạo một cái giải đấu mà nó không mang tính riêng tư, tức là bất kỳ ai cũng có thể vào được. Còn ở đây là hủy, chúng ta hủy giải đấu này. Ở đây mình sẽ lập lại một cái giải khác. Giải này thì nó sẽ mang tính riêng tư. Ở đây mình sẽ đổi lại sang tiếng Việt cho các bạn dễ hình dung. Đây ở đây, chúng ta sẽ bấm vào phần tạo giải đấu mới. Ở đây thì
vừa rồi chúng ta sẽ không chọn riêng tư thì chúng ta không tích. Còn nếu chọn riêng tư tức là chúng ta muốn cho ai chơi, ai đó trong nhóm chơi chẳng hạn, chỉ những người đó chơi với nhau thì chúng ta chọn phần này và chọn mật khẩu. Ví dụ như 123 thì chúng ta sẽ tạo giải đấu mới. Đây, cái giải đấu nó vẫn diễn ra như này. Tuy nhiên thì lúc này chúng ta sẽ vào phần, chúng ta vào phần giải đấu, chúng ta sẽ không tìm thấy cái tên của cái Missa Tournament này, mà muốn các thành viên trong nhóm tìm thấy giải này thì chúng ta sẽ kéo đến phần dưới một chút. Ở đây chúng ta sẽ thấy là nó nói là sẽ chia sẻ cái đường link này cho những cái người tham gia, thì chúng ta sẽ copy cái phần này đến đến đây, copy và gửi cho các thành viên tham gia. Thì những thành viên tham gia mà kích vào link này thì sẽ tham gia cái giải đấu này. Thì đây chính là một cái chút khác biệt giữa cái giải đấu riêng tư và cái giải đấu lập ra nó cho mọi người cùng tham dự.